Hôm nay thì ta nhận được một cái tin tức rất là lớn được chia sẻ bởi Condes đó chính là tin tức liên quan tới PayPal và không chỉ riêng là công ty PayPal mà còn có Venmo thì các bạn thấy là đây là một tin tức là được chia sẻ dựa theo Condes là bởi ba người trong nội bộ liên quan đến là PayPal là sẽ đưa ra một cái sản phẩm liên quan đến crypto để mà hỗ trợ những người mà sử dụng ứng dụng PayPal hiện tại và PayPal bây giờ đã đang có tới 325 triệu khách hàng đang sử dụng ứng dụng của PayPal nên các bạn thấy đây là một cái tin tức mà đang được rất nhiều người quan tâm tới nếu như mà PayPal thực sự là có thể cho những khách hàng của họ dựa theo bài viết này là sẽ được mua bán và thậm chí PayPal cũng sẽ có những cái ví à, lưu trữ tiền kỹ thuật số trực tiếp trên PayPal thì nếu đây là sự thật thì bạn sẽ thấy được là có cái số lượng người rất là lớn sẽ có thể là có cơ hội dễ dàng được mua crypto thông qua PayPal tại vì PayPal là một cái mạng thanh toán mà rất được ưa chuộng nhưng bạn nào mà mua sắm trên mạng ở Hoa Kỳ cũng biết đây là một cái À, ứng dụng mà rất là được nhiều người sử dụng cái mà chúng ta cần phải để ý đây đây là tin tức được chia sẻ bởi Condes à, dựa theo ba người mà biết rõ về vấn đề này là được chia sẻ nhưng mà giấu tên nhiều người cho là những cái người mà chia sẻ với Condes là làm việc cho công ty Coinbase và công ty Bitstamp có nghĩa là sang Coinbase ở San Francisco và sang Bitstamp ở Luxembourg nhưng mà hiện bây giờ cả Coinbase và Bitstamp đều không có muốn nói về vấn đề này họ đã từ chối để mà bình luận về vấn đề này và các bạn cũng nên biết ở đây là công ty PayPal cho đến Thời điểm bây giờ là vẫn chưa có đưa ra một thông báo chính thức nào. Công ty PayPal bây giờ là không phủ nhận nhưng mà cũng không có chấp nhận. Công ty PayPal bây giờ là chỉ từ chối để mà đưa ra những cái lời phát biểu liên quan tới vấn đề này. Cho nên chúng ta vẫn chưa được xác nhận bởi công ty PayPal. Thì các bạn cũng thấy là công ty PayPal là một công ty mà đã hỗ trợ Coinbase từ rất lâu. Hai công ty này sàn Coinbase và công ty PayPal đã có những cái quan hệ đối tác từ năm 2016 và năm 2018 khi mà Coinbase bắt đầu là đưa ra những cái sản phẩm để cho những người mà sử dụng sàn Coinbase có thể là rút tiền trực tiếp, tiền mặt trực tiếp thông qua ứng dụng của PayPal thì lúc đó đã bắt đầu là mở cửa cho những cái khách hàng ở US ở Hoa Kỳ. Sau đó là năm ngoái năm 2019 thì những người khách hàng ở Europe ở châu Âu thì cũng có thể là làm cái điều tương tự cho nên công ty paypal cũng không có gì gọi là quá xa lạ đối với thị trường crypto cũng như là đối với cái sàn coinbase thì các bạn à, hãy suy nghĩ tại sao mà công ty PayPal lại muốn đưa ra một cái sản phẩm để mà hỗ trợ thị trường crypto thì chúng ta có thể nghĩ tới một số vấn đề. Vấn đề đầu tiên mà thường có thể suy nghĩ tới đó chính là các bạn thấy là trong vòng mấy năm qua thì có thể là công ty PayPal đã đứng một bên và hỗ trợ sàn Coinbase và ta thấy được sàn Coinbase trong vòng từ năm 2016 cho tới ngày hôm nay thì đã có cái sự phát triển không ngừng. Bây giờ sàn Coinbase đã trở thành một cái sàn lớn ở Hoa Kỳ cũng như là trên một số quốc gia trên thế giới và càng ngày các bạn thấy là cái thu nhập càng tăng lên và sàn Coinbase bây giờ là một sàn rất là có giá trị cho nên thường cảm thấy được là nếu như mà các bạn là PayPal thì các bạn có ngồi yên một chỗ để mà coi những công ty như là Coinbase càng ngày càng lớn mạnh hay là các bạn sẽ tham gia vào để mà tự tạo ra lợi nhuận cho bản thân mình ở trong thị trường crypto này. Đây là một cái lý do, lý do thứ nhì nữa các bạn thấy đây cũng tương tự là chúng ta nhìn vào những cái đối thủ cạnh tranh với lại PayPal. Như là chúng ta nói tới công ty Square thì công ty Square là một cái công ty mà được thành lập bởi CEO Jack Dorsey là CEO của công ty Twitter thì Square được thành lập và sau đó là các bạn thấy là Square đã hỗ trợ cho những người sử dụng trên mạng lưới của Square có thể là mua crypto trực tiếp thông qua Cash App và bắt đầu từ giữa năm 2018 đã có thể làm được việc này và các bạn thấy được là trong buổi báo cáo gần đây nhất liên quan tới thống kê thu nhập thì đã có 306 triệu đô la là được thu lại từ bán Bitcoin. Thì các bạn thấy được là cái số tiền thu vào từ bán Bitcoin trên Cash App một số tiền là không có phải là số tiền nhỏ. Tuy nhiên đây là cái số tiền thu vào các bạn thấy là cái số tiền chi ra chúng ta chưa nói tới và thật ra thì CEO Jack Dorsey cũng đã nói là trong cái lần báo cáo gần đây nhất thì tuy là càng ngày càng có nhiều người mua Bitcoin, mua crypto thông qua Cash App của công ty Square nhưng mà cái lợi nhuận thực sự là thấp hơn là những sản phẩm khác nhưng mà đó chỉ là tình hình hiện tại các bạn thấy được là họ cần phải tạo ra cái sự dễ dàng cho càng ngày càng nhiều người tham gia vào để mà mua crypto thông qua cash app rồi một ngày nào đó họ mới bắt đầu là tăng phí lên lúc đó mới thật sự là có lợi nhuận cao đây là cái công ty thứ nhì mà thường nghĩ là nếu các bạn là công ty paypal thì sẽ không đứng yên để cho những công ty này là ăn hết lợi nhuận của mình các bạn sẽ tự đi vào thị trường này để mà tự kiếm ăn và một số những công ty khác các bạn thấy được là công ty Revolut là một công ty ở London thì công ty này đã có một cái đối tác năm 2017 với sàn Bitstamp và lúc đó là cả hai bên đã có thể là kêu gọi được 500 triệu đô la vốn vào tháng 2 thì lúc đó cái công ty Revolut này đã đáng giá lên tới 5,5 tỷ đô la các bạn thấy được là những công ty crypto thì ngày lại càng đáng giá đây là những cái động lực mà thường cảm thấy là khiến cho công ty PayPal muốn tham gia vào thị trường crypto này và đây là một tin tức rất là lớn và công ty PayPal cơ hội đây là một tin tức thật công ty PayPal sẽ tham gia vào thị trường crypto có cao hay không đó Thường đây cũng là một điều mà thường cảm thấy cũng không có gì là quá bất ngờ Và cách đây không lâu, khoảng chừng là đầu năm 2020 Thì công ty PayPal đã đang đăng bản mướn 8 người Và 8 người này là 8 người nằm trong một cái bộ phận của công ty PayPal Gọi là Blockchain Research Group Đây là một cái bộ phận mà công ty PayPal cần mướn tổng cộng 8 người kỹ sư và bốn người là sẽ làm việc ở San Jose và bốn người sẽ làm việc ở Singapore. Thì chúng ta bây giờ lại sẽ tiếp tục chờ coi coi tin tức này có phải là một tin tức thật hay là không. Công ty PayPal có đứng ra để mà thông báo chính thức hay là không. Tại vì các bạn cũng đã nhớ là những năm như là 2018, hay 2019 thì chúng ta nhận được rất nhiều những cái tin tức liên quan tới giả sử như là chúng ta nói Amazon sẽ chấp nhận thanh toán crypto hay là chúng ta nói tới là eBay sẽ chấp nhận thanh toán crypto thì cuối cùng những tin tức đó là những cái tin tức mà cuối cùng là không có phải là tin tức thật. Nhưng mà À, tin tức hôm nay rất là khác tại vì các bạn thấy được là amazon hay là ebay chấp nhận crypto thì họ được những cái lợi gì thường cảm thấy là cái lợi không có nhiều nhưng mà cái rắc rối thì cũng rất là cao cho nên lý do tại sao mà họ chưa có muốn chấp nhận thanh toán bằng crypto thì cũng là một điều dễ hiểu nhưng mà các bạn thấy là so với lại tin tức liên quan tới paypal thì paypal nếu như mà cho những người sử dụng trên mạng lưới paypal có thể dễ dàng mua bán và lưu trữ crypto thì đương nhiên là công ty paypal sẽ được lợi nhuận từ đó các bạn thấy được là sàn coinbase những công ty như là công ty Square hay là các bạn thấy là Revolut để những cái công ty mà có thể kiếm được lợi nhuận từ tiền crypto rất là lớn. Cho nên PayPal muốn tham gia cũng là một chuyện rất là bình thường và các bạn cũng nên nhớ là PayPal trước đây cũng là một trong những công ty mà ủng hộ dự án Facebook Libra. Thì các bạn nghĩ sao? Các bạn hãy comment ở phía dưới. Nhưng mà điều quan trọng hơn là những người mà sử dụng cái ứng dụng của PayPal giả sử như sau này đây là một sự thật thì những người mà sử dụng ứng dụng của PayPal để mà mua à, những cái crypto thì các bạn có được lưu trữ khóa cá nhân hay là không? Điều đó đối với phần là cái điều quan trọng hơn.

Xin chào các bạn đã đến với Thuần Cáp Capital ngày hôm nay Hôm nay là ngày 22 tây tháng 6 năm 2020 Và là ngày thứ hai tại Hoa Kỳ Hôm nay chúng ta lại bước vào một cái đầu tuần mới Và ở Việt Nam hiện tại thì các bạn thấy bây giờ là 9 giờ 52 sáng Và là ngày 23 tây tháng 6 là ngày thứ ba tại Việt Nam Thì các bạn thấy được là tin tức liên quan tới công ty PayPal Thì nhiều người cho là đã đẩy giá của BTC lên trong vòng mấy tiếng qua các bạn thấy đã đi rất là nhanh Trong vòng chỉ có vài tiếng đồng hồ các bạn thấy là BTC có thể đi từ cái mức là khoảng 9 ngàn 400 và lên thẳng tới cái mức là khoảng chừng là 9.800 đô bây giờ đã đi trở xuống ở cái mức là các bạn thấy là chỉ còn có 9.639 thì ngoại trừ tin tức này ra thì cũng muốn chia sẻ với các bạn một số những cái tin tức khác liên quan tới đồng com token tại vì tôi nghĩ là cái video làm ngày hôm qua liên quan đến đồng com token là video 602 tránh xa Com Token đã có thể gây ra nhiều cái sự hiểu lầm cho nên Thuận muốn chia sẻ thêm một số tài liệu liên quan đến cái vấn đề của Com Token. Sau đó chúng ta sẽ chia sẻ thêm một số cập nhật liên quan đến cái vụ mà các bạn cũng đã nhớ là có một số phí Ethereum lớn đã được trả trên mạng lưới của Ethereum hai cái giao dịch mà phải trả phí lên tới là hơn 5 triệu đô la. Thì chúng ta có thêm một số những cái tin tức mới Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Và sau đó chúng ta sẽ nhìn vào thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ cũng như chúng ta chia sẻ thêm một số những cái cập nhật liên quan tới thị trường tài chính nói chung nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem và lời khuyên đầu tư và đây là một cái kênh chuyên về những cái tài liệu liên quan tới tài chính cũng như là tài liệu liên quan tới tiền crypto nếu như bạn nào mà quan tâm tới tài chính cũng như là quan tâm tới crypto thì các bạn hãy đăng ký vào kênh và nếu như các bạn nhận được giá trị trong video này thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và nếu như mà các bạn muốn theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội thì các bạn có thể bấm vào cái link ở phía dưới video này. Các bạn sẽ tìm thấy những cái link chính thức như là Facebook, Telegram và Twitter. Nhưng mà các bạn hãy nên nhớ nếu như mà những cái link mà không có nằm trên màn hình này, các bạn tìm thấy một cái mạng xã hội khác mà không có nằm trên danh sách link này thì đó không phải là mạng xã hội của Thuận Capital. Các bạn hãy lưu ý cái điều đó. Và nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu các sàn giao dịch crypto thì ở phía dưới video cũng có những cái link các bạn có thể nhận được những cái ưu đãi đặc biệt dành riêng cho member của Thuận Capital, những sàn margin như là StepX hay là Bybit hay là sàn Binance và sàn Coinbase. Các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm hiểu thêm về những cái sàn này và những cái ưu đãi dành riêng cho bạn nào mà xem kênh của Thuận Capital thì nói tới come token thì hôm qua thường có làm một cái video như thường nó chia sẻ đó chính là cái video 602 liên quan đến come token và video này có cái tựa đề là tránh xa come token cùng nhau tìm hiểu thì những mà nào mà chưa hiểu về come token thì thường cũng khuyến khích các bạn nên xem cái video 602 này để các bạn hiểu thêm nhưng mà cái điều mà thường muốn nói tới trong video ngày hôm nay là nhiều bạn sau khi xem cái video 602 này thì lại nghĩ là come token là một cái mạng lưới landing lừa đảo thực ra không phải come token là một cái đồng ở trên cái hệ thống Compound Compound là một cái hệ thống DeFi có nghĩa là hệ thống tài chính phi tập trung Và đây là một cái giao thức mà rất là được nhiều người ưa chuộng Và đây cũng là một cái giao thức mà rất là quan trọng ở trong thị trường DeFi Đây là một cái dự án mà nhiều người cho là rất có tiềm năng Cái vấn đề mà Thuận nêu ra trong cái video hai này không phải nói với các bạn Đây là một cái dự án lừa đảo Thuận chỉ đơn giản là chỉ ra được là những cái rủi ro liên quan tới giá cả Tại vì bây giờ là đồng Com Token Lúc làm cái video này đã bị đẩy lên rất là nhanh cho bạn thấy được trong vòng chỉ có 3 ngày mà đã đi từ 60 đô la lên tới 360 đô la nghĩa là lên hơn 5 lần, lên 6 lần trong thời gian chỉ có vài ngày, cho nên cực kỳ rủi ro. Tại sao mà đồng lên thì các bạn cần phải xem view hai để hiểu rõ hơn về cái cách mà một số người đang sử dụng gọi là API farming hay là họ dùng cách để mà đào đồng com token này thông qua cái sự khác biệt giữa cái giá của đồng com token cũng như là cái giá mà họ phải trả khi mà họ vay tiền từ mạng lưới. Thì các bạn thấy được đây là một cách mà không có thể nào mà hoạt động lâu dài được và sau khi mà họ video

thì khi mà chúng ta nhìn vào cái giá của com token thì các bạn sẽ thấy được thì giá hiện tại là 282 đô 95 cent đã đi xuống rất là nhiều so với cái giá ngày hôm qua lúc mà làm video lúc đó là khoảng 335 đô thì đây chính là cái rủi ro mà Thuận muốn nói với các bạn trong video đó các bạn thấy được tuy đây là một dự án mà nhiều người cho là có tiềm năng nhưng mà về mặt giá cả là một chuyện khác nhiều người bây giờ cho là những cái giá cả mà chúng ta thấy được trong vòng mấy ngày qua tăng mạnh là tại vì những cái chiêu trò mà nhiều người sử dụng như là Epy farming cho nên đây là là những rủi ro các bạn cần phải suy nghĩ tới khi mà tham gia vào Com Token chứ không phải là thường nói đây là một dự án lừa đảo. Tại vì có bao nhiêu bạn để lại cái comment ngày hôm qua nói tới đây là những, những cái dự án lừa đảo so sánh với những cái dự án uh, landing trước đây như là Bitconnect thì điều đó là không đúng tại vì Bitconnect là không phải là một cái DeFi như là Compound. Bây giờ chúng ta hãy chuyển hướng để mà nói tới cái vụ liên quan tới Ethereum mà có hai cái giao dịch các bạn đã nhớ là tuần rồi chúng ta nói là có hai cái giao dịch mà hai giao dịch đó cái phí đã đã hơn 5 triệu đô la thì những tin tức cập nhật mới nhất là hai giao dịch đó có thể là đến từ một cái sàn ở Hàn Quốc gọi là Good Cycle thì sàn này nhiều người cho là có cái dấu hiệu là một cái Ponzi một cái mô hình kim tự tháp như là một cái mô hình lừa đảo nhưng mà thật ra có phải hay không chúng ta cũng không có biết chắc chắn được bây giờ nhưng mà nhiều người cho là có nhiều dấu hiệu đây là một cái sàn lừa đảo tại vì cái sàn này là một sàn mà ít nghe nói tới nhưng mà đột nhiên thì chúng ta lại thấy có rất nhiều những cái số tiền đã được đưa vào trong cái sàn này và cái ví mà được sử dụng trong hai cái giao dịch đó thì nhiều người đã thấy cái địa chỉ ví đó và nói là địa chỉ ví của hai cái giao dịch mà tổng cộng trả phí hơn 5 triệu đô la là có nhiều lý do tin tưởng đây là cái ví của cái sàn giao dịch Good Cycle này và lý do tại sao mà trả phí cao như vậy mà những thợ đào nói là nếu như mà người nào đứng sau lưng hai giao dịch này mà cảm thấy đây là hai cái giao dịch mà đã lỡ tay bấm con số quá lớn hay là cái vấn đề gì đó thì có thể à, nói chuyện để mà đàm phán những cái hội đào có thể là đàm phán và trả lại một phần cái phí đó nhưng mà ngay nay mọi người nọ chúng ta vẫn không thấy một cái sàn nào đứng ra để mà nói là đó chính là cái lỗi sàn của tôi nhưng mà các bạn thấy là lý do tại sao là nhiều người cho tại vì đây là một cái sàn mà có cái dấu hiệu lừa đảo cho nên họ không có muốn thông báo với lại những cái người mà sử dụng sàn để cho mọi người hoang mang cho nên họ mới nín thinh cho tới ngày hôm nay tuy nhiên là những thông báo ở trên cái sàn này thì các bạn thấy là dịch ra tiếng anh thì đọc cũng không có hiểu nhiều lắm nhưng mà chủ yếu cũng có một cái số tài liệu là cái sàn này cũng cho những cái người mà trên sàn biết là đã có một cái trục chặt gì đó liên quan đến hệ thống của sàn và kế tiếp bây giờ chúng ta lại nhận thêm một số những cái giao dịch đến từ cái ví đó nhưng mà cái người mà ký tên thì để là I am the sender thì cái người đó đã để là tôi là người gửi thì nhiều người cho đây là cái dấu hiệu là sàn đã lấy lời được cái ví của mình nhưng mà đối với thuận để cái câu tôi là người gửi thì cũng không đủ để cho thấy được là sàn nó đấy là cái ví của mình nhưng mà bây giờ thì phần lớn mọi người cho là chuyện này đã kết thúc tại vì chúng ta cũng không thấy được thêm những cái giao dịch gì từ cái ví này mà có cái phí lớn và các bạn thấy là có một số người lại cho là cái công ty mà chúng ta đang nói tới cái công ty good cycle này ở hàn quốc là có liên quan đến cái vụ mà ponzi scheme lớn cái vụ lừa đảo lớn ở trung quốc là plus token tại sao tại vì nhiều người khi mà họ đi theo dõi những cái ví của plus token thì thấy là có một số uh, những cái crypto đã được đưa vào trong cái sàn của good cycle này tuy nhiên điều đó cũng không có đủ để mà cho thấy được là sàn good cycle này là một sàn dính dáng đến cái vụ scam của best token tại vì các bạn thấy được là bất cứ ai cũng có thể gửi tiền vào trong cái sàn nếu như mà các bạn có chuyên mục của sàn thì các bạn đều có thể được gửi không có nghĩa là các bạn với lại cái người gửi đó đã có quan hệ với nhau tuy nhiên thường ta cảm thấy được là chúng ta cũng sẽ không biết được sự thật hư của vấn đề này là như thế nào nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì coi như vấn đề liên quan tới ethereum hai cái giao dịch mà trả phí lớn coi như cũng đã kết thúc và phần cuối của video này thì tôi muốn đem đến cho các bạn một số những cập nhật uh, nhanh liên quan đến thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ. Thì các bạn thấy được là hôm nay cũng là một ngày mà chứng khoán kết thúc là một màu xanh. Như chúng ta thấy là Dow Jones hôm nay đã tăng 0,59%, S&P 500 uh, đã tăng 0,65% và Nasdaq đã tăng 1,1% và Nasdaq đã trở về và gần như là trở lại cái mức cao nhất từ trước cho tới bây giờ. Và các bạn thấy là ngày mai thì không có giao động mạnh bây giờ. Các bạn thấy là phần lớn thì đi hàng ngang như là hợp đồng tương lai của Dow hay là S&P hay là Nasdaq. Nói về chứng khoán thì các bạn thấy là tuy là cuối tuần qua chúng ta nhận được những cái tin tức không được tốt liên quan tới dịch bệnh như là các bạn thấy được là thống kê là trong cuối tuần qua đã có thêm 30.000 ca nhiễm. À, và đây là một tin tức mà thực sự là không tốt và làm cho nhiều người rất là lo lắng. Nhưng mà hôm nay khi mà chứng khoán mở cửa thì các bạn thấy được là chứng khoán lại tăng lên có nghĩa là sao có nghĩa là người dân thì có thể lo lắng hay là kinh tế có thể là không ổn nhưng mà thị trường chứng khoán là không lo lắng tới cái vấn đề này và một trong những cái lời nói một trong những cái điều mà được nhiều người bây giờ là nói tới trên thị trường chứng khoán là tuy là chúng ta thấy là cái số lượng ca nhiễm tăng lên nhưng mà bây giờ là những người đầu tư cho là thị trường chứng khoán và dịch bệnh có thể là cùng nhau tồn tại có nghĩa là thì chứng khoán vẫn có thể là tiếp tục tăng trưởng mặc dù là chúng ta có thể thấy được là ca nhiễm tăng lên đây là hai điều mà có thể được cùng nhau tồn tại chứ không phải là dịch bệnh tăng lên thì chứng khoán phải xuống hoặc là ngược lại nhưng mà có một số những cái điều khác tôi muốn chia sẻ với các bạn nhất là liên quan tới à, giảm phát và lạm phát tôi sẽ có một cái video kế tiếp chia sẻ rõ hơn về cái vấn đề này, tại vì có một số dấu hiệu thì dân thường cũng khá lo lắng à, và đây là một cái dấu hiệu mà các bạn cần phải quan tâm tới. Nhưng mà chúng ta sẽ nói tới trong video kế tiếp và thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay. Nếu như các bạn nhận được giá trị thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh. Và các bạn có cảm nghĩ gì hãy comment ở phía dưới video này và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.